Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với khóa học Bước vào thế giới lập trình với Squad 2 của Galaxy Education. Anh là Thế Doanh đây. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, anh muốn hỏi các em một câu nhỏ. Các em đã từng ăn mật ong bao giờ chưa? Wow, anh thấy rất là nhiều bạn giơ tay rồi này. Mật ong rất là quen thuộc với cuộc sống của chúng ta, vì mật ong rất là giàu dinh dưỡng và đặc biệt rất là ngon nữa chứ. Nhưng không phải ai cũng biết quá trình loài ong tạo ra những giọt mật đó. Trong một đàn ong sẽ có rất là nhiều chú ong thợ. Những chú ong thợ này sẽ có nhiệm vụ đi một quãng đường dài để lấy mật từ hoa. Sau đó xây tổ và làm mật để nuôi sống những chú ong khác trong đàn. Lấy ý tưởng từ việc đi lấy mật hoa của những chú ong thợ ấy, ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em làm một trò chơi để giải trí sau những giờ học căng thẳng. Trong trò chơi này, chúng ta sẽ hóa thân vào những chú ong thợ để tìm kiếm những bông hoa và làm mật. Vậy, để làm được một phần mềm trò chơi thú vị như thế này thì chúng ta cần phải thực hiện những công đoạn nào nhỉ? Và làm sao để điều khiển chú ong bay được như vậy? Để giải đáp thắc mắc trên, anh sẽ cùng các em khám phá qua bài học Điều khiển nhân vật, sản phẩm, trò chơi ong tìm mật, phần 1. Vì trò chơi ong tìm mật rất là hấp dẫn nên chúng ta sẽ cần hai bài học để hoàn thiện nhé. Nào, cùng bắt đầu với anh thôi. Chúng ta sẽ lập trình cho chú ong. Nếu ấn phím mũi tên thì chú ong sẽ bay 4 hướng. Đặc biệt hơn, ở bài này chúng ta sẽ lập trình thay đổi tốc độ nhanh hay chậm của chú ong. Vì chúng ta sẽ lập trình cho chú ong có tốc độ nhanh và chậm nên sẽ khó hơn một chút. Chúng ta cùng khám phá nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ lập trình cho chú ong di chuyển 4 hướng bằng cách thêm khối khi bấm vào cờ xanh bên trên khối liên tục. Bên trong khối liên tục là khối nếu thì, với điều kiện phím mũi tên lên được bấm. Bên trong khối nếu phím mũi tên lên được bấm sẽ là khối thay đổi y một lượng 2. Như vậy, khi bấm phím mũi tên lên thì chú ong đã bay lên trên. Ta làm tương tự với mũi tên khác. Chúng ta thấy khi bấm phím mũi tên trái thì chú ong bị đi lùi. Để chú ong không bị đi lùi, ta thêm khối đặt kiểu xoay trái, phải bên dưới khối khi bấm vào cờ xanh, đặt hướng bằng 90 bên dưới khối nếu phím mũi tên bên phải được bấm và đặt hướng bằng -90 bên dưới khối nếu phím mũi tên trái được bấm. Chúng ta đã lập trình điều khiển cho chú ong bay, thế nhưng chú ong hiện tại chưa thể chỉnh tốc độ nhanh hay chậm. Thế nên để làm được, chúng ta phải phân tích một chút. Khi đi lên trên, y sẽ thay đổi 2. Khi y xuống dưới, y thay đổi -2. Như vậy, chúng ta có thể thay số 2 thành một số khác như 5 để chú ong bay nhanh hơn. Thay thành số 1 để chú ong bay chậm hơn. Để làm được, chúng ta sẽ thêm biến số, đó là biến tốc độ. Trong đó, biến tốc độ để giúp chú ong bay nhanh hay chậm tùy vào ý thích. Rồi ta thêm khối đặt biến tốc độ thành 2 và bên dưới khối khi bấm vào cờ xanh. Sau đó, bên trong khối nếu phím mũi tên lên được bấm, chúng ta thêm phép tính nhân bên trong nhóm khối lệnh các phép toán vào khối thay đổi y một lượng. Bên trái phép tính nhân là 1, bên phải sẽ là biến tốc độ. Chúng ta sẽ làm tương tự với các mũi tên khác. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy thử thay đổi biến tốc độ thành một số khác xem điều gì xảy ra nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho chú ong liên tục vỗ cánh khi bấm vào cờ xanh bằng cách thêm khối khi bấm vào cờ xanh, khối liên tục. Bên trong khối liên tục, ta thêm khối trang phục kế tiếp. Rồi ta thêm khối đi tới điểm x có tọa độ -200, y có tọa độ -40 và bên dưới khối khi bấm vào cờ xanh để chú ong về vị trí xuất phát nhé. Ta thêm khối khi bấm vào cờ xanh bên trên khối liên tục. Trong khối liên tục, ta thêm khối nếu thì với điều kiện đang chạm chướng ngại vật. Bên trong đó sẽ có khối đi tới điểm x có tọa độ -200, y có tọa độ -40. Vậy là các em đã cùng anh theo dõi cách lập trình cho trò chơi ong tìm mật. Bây giờ các em hãy thử làm theo và thử sáng tạo thêm để trò chơi của chúng ta thêm lôi cuốn các em nhá.
trình được trò chơi ong tìm mật chưa nào? Đố các em, hôm nay chúng ta đã khám phá những gì? Hãy cùng anh tổng kết lại các kiến thức trong bài học này. Anh tin rằng các em sẽ tự tay sáng tạo được nhiều trò chơi thú vị tương tự như thế này nữa đấy. Nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ cùng phân tích sản phẩm. Tiếp theo, chúng ta sẽ lập kế hoạch chi tiết cho sản phẩm. Và cuối cùng, chúng ta cùng nhau lập trình điều khiển nhân vật. Được rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng anh bắt đầu ngay thôi nào! Phần đầu tiên, chúng ta cùng phân tích sản phẩm buổi học hôm nay nha! Điều khiển, ong tới vị trí của hoa và lọ mật. Nếu chạm vào lá cây, ong sẽ quay về vị trí ban đầu. Mỗi lần hoa và lọ mật chạm vào ong thì ẩn đi và tăng giá trị phấn hoa lên 1. Có 2 cấp độ. Cấp độ 1, ong sẽ thu hoạch phấn hoa trên những bông hoa. Cấp độ 2 sẽ thu hoạch lọ mật. Vừa rồi là ý tưởng của sản phẩm hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng xem lại cách hoạt động của nhân vật nhé. Nhân vật ong sẽ được điều khiển bằng các phím mũi tên. Khi chạm vào chướng ngại vật sẽ về vị trí ban đầu. Chúng ta sẽ sử dụng các khối lệnh điều khiển và khối lệnh chuyển động nhé. Bông hoa xuất hiện ở vị trí chỉ định. Khi chạm vào ong thì bông hoa sẽ xuất hiện ở vị trí khác và tăng điểm lên 1. Sử dụng các khối lệnh về hình ảnh, các khối lệnh về chuyển động, khối lệnh các biến số để tăng điểm. Tiếp theo là nhân vật chướng ngoại vật, dùng để gây khó khăn cho ong khi đi tìm hoa và mật. Nhân vật này sẽ không có phần lập trình nhá. Tiếp theo là nhân vật lọ mật. Lọ mật cũng sẽ được chỉ định vị trí. Khi chạm vào ong sẽ ẩn đi, xuất hiện ở vị trí khác và tăng điểm lên 1. Chúng ta sử dụng các khối lệnh chuyển động, các khối lệnh hình ảnh kết hợp các khối lệnh các biến số để lập trình cho lọ mật. Nhân vật cuối cùng là nhân vật thông báo. Thông báo sẽ chuyển trang phục để thông báo cấp độ mới và kết thúc cho trò chơi. Nhân vật sẽ sử dụng các khối lệnh về hình ảnh, các khối lệnh thay đổi hiệu ứng. Vừa rồi là hoạt động của các nhân vật. Bây giờ chúng ta cùng xem lại kế hoạch hoàn thiện sản phẩm nhé. Sản phẩm ong tìm mật có nhiều nhân vật, mỗi nhân vật cần nhiều hoạt động. Chúng ta sẽ lập kế hoạch để lập trình sản phẩm trong 2 bài học. Bài 7, chúng ta đã chuẩn bị nhân vật có sẵn lên Scratch, lập trình điều khiển ong. Và buổi 8, chúng ta sẽ có những nhiệm vụ sau: lập trình tính điểm cho nhân vật, lập trình cho các vị trí xuất hiện của hoa, lập trình cấp độ 2 và hoàn thiện sản phẩm. Bây giờ, chúng ta cùng xem lại phần lập trình điều khiển nhân vật nhé. Trước tiên, cùng lập trình hiệu ứng di chuyển của ong. Ong sẽ xuất hiện ở vị trí ban đầu và liên tục thay đổi trang phục để tạo hiệu ứng bay. Chúng ta sẽ xem lại cách lập trình điều khiển ong bằng phím mũi tên lên, xuống, trái, phải. Trước khi điều khiển, ta đặt biến tốc độ thành 2. Biến tốc độ càng lớn, ong di chuyển càng nhanh. Khi bấm phím mũi tên lên hoặc xuống, ong sẽ di chuyển lên hoặc xuống nhờ vào khối lệnh thay đổi y một lượng. Khi bấm phím mũi tên phải thì đặt hướng bằng 90 giúp ong quay mặt sang phải và thay đổi x một lượng để ong di chuyển sang phải. Tương tự, khi ong di chuyển sang trái, đặt hướng bằng -90 giúp ong sẽ quay mặt sang trái và thay đổi x một lượng để di chuyển sang trái. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem lại phần lập trình ong khi chạm vào chướng ngại vật nhé. Nếu chạm chướng ngại vật, ong sẽ di chuyển về vị trí ban đầu. Vậy là chúng ta vừa xem lại phần lập trình điều khiển ong rồi đúng không? Em có muốn sáng tạo làm sản phẩm thú vị hơn? Em hãy lập trình điều khiển bằng 4 phím A, S, W, D. Tạo biến mạng, nếu chạm vào chướng ngại vật thì trừ mạng đi. Nếu mạng về 0 thì hiện phông nền thua. Bài học ngày hôm nay chúng ta đã phân tích sản phẩm, các hoạt động của nhân vật trong trò chơi, lập kế hoạch để hoàn thiện trò chơi. Và cuối cùng, chúng ta đã lập trình điều khiển di chuyển của ong. Và bài học của chúng ta đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.